vậy chú? Má trôi giạt nó trôi lên mình cao quá chắc sóng đánh lên hả? À không á, tức là nó tách đây cái trái nó rụng từ từ á, à. Nó rụng nó rất từ từ răng lăn vô từ từ á. Rớt nhưng mà nó răng thì nó răng lên. Không biết rồi, tại vì thấy cái dừa nó nằm mập sát biển mà nó cao ngang với mình đó. Nè không thấy không, mọc ở dưới biển mà nó cao cái gì á. À đúng rồi. Đó thì nó rớt xuống đây, thì đây nó mọc lên cây, đây cây nó rớt từ trong trong vậy đó. À vậy từ rồi. À đúng rồi. Chấu chấu thì chắc bây giờ mà leo lên được. Tại vì cái dừa này nó cao nó mấy chục mét. Dừa này được cao hả, khỏi cao hả? Tôi thấy cao luôn hả? Này chắc là lại lấy nước thì lấy đi. Cây dừa, bãi cây dừa nghiêng. Ha, cây dừa à, đúng rồi. À, cây dừa nghiêng chứ. Đây đưa nó coi con cấp. À. Cây dừa phải nghiêng chứ không phải cây dừa mà đứng. Còn cây con cây dừa nằm ngày mai mình đi cây dừa nằm. Ừ. Dừa này đã lên nó nghiêng nó chụp hình. Dạ, đi chứ. Cây dừa nghiêng. Đó, lên nó ngồi nó chụp hình. Dạ. Đi xuống dưới, không, mình xuống dưới. Ồ, cao quá ha. Dạ. Nó cao mà nó nhẹ, nó không có
Đi lên chậm mới nằm mệt chứ dưới đi xuống này không mệt. Đây đỡ cho bên kia đi đi bước. Cái bước này nó hơi kỳ kỳ ha. Bước chỗ cái hơi là lạ. Không có đèo. À, nó hơi là lạ. Không có đèo. Ừ, đúng rồi, mình hãy mình đi đâu sánh là lạ. Thử nó bên này mình đi lại ăn được đâu nghe này. Đẻ rồi, đẻ. À, nó kỳ kỳ vậy. Cái nhờ cái thấp cái cao ha. Cái này thì thấp quá ha. Cái kia là cao, cái này thấp. Dưới này thì cái bước này thấp ha, nó làm không đều. Đang kêu chốt người xuống. Đây, đây tắm chưa? Đó, đây đây bãi nè, bãi dừa nghiêng nè. Rồi cái dừa nghiêng nằm đây, đây em kia hết ta. À này ha. Nó có cái dừa nghiêng này này thôi ha. À, nhiều cái lắm ha. À. Đầu mình ở đâu ta? Đầu mình ở đây. Ồ, có cái đá đẹp quá ha. Ở đây các bãi nè, bãi cát nè. À, để quay phim chút coi. À, kia quay cái đó đẹp quá ha, cái dừa đó. Đây cái mấy cái dừa nghiêng nè. Dừa nè. Không được một tảng đá lớn kìa. Mấy cái chồi. Bãi này ở Hòn Sơn đó. Rồi là bãi dừa nghiêng đó. Tại mấy cái dừa nó nằm nghiêng đó. Nhiều khi nó bị già rồi nó ngã xuống này, nó đặt vậy thôi. Chứ thật sự là nó không phải nó nằm vậy đâu. Yếu quá là nó nằm vậy. Chưa để đây này quay phim này cái ngồi chưa kìa, rồi chưa quay phim đấy thôi. Mấy đứa xin đồ là xa đây. Cái này làm cái chỗ cảnh cho ta chụp hình. Đó mấy đứa xin đồ là có cái võng mà võng đi lên nằm chơi ha. Bên kia cái chỗ này thì xa hơn nữa đó, thấy xa xa suốt đằng kia đó, đó là nhiều đảo là đảo Nam Du, còn cái này nè, Nam xa thấy có mấy đảo là, còn cái đảo mình thấy đây là họ đó là Hòn Tre. Có cano mà, cano là đi biển nè, đây có mấy cái ghe đang đánh cá chứ. Đây là cái chuối này, gọi là chuối này. Ngồi trên đỉnh cái nó kéo lên, nó kéo đi lại, đi chạy nhanh lắm. Mà không biết là mình sợ lắm. Gần tới cái nó cho mình té xuống luôn. Thì kia rồi có quay video đó, các bạn xem lại. Đây là cái mấy cái bóng
cà phê thôi. Rồi nó có mấy cái cà phê giỏng này kia đó. Mới cho ta. Ta ngồi nghỉ mát. Đồ đồ ăn rồi thịt quay thịt gì bún bún quậy vô đi ăn rồi quậy quậy xôi này kia. Cái hẻm này bán bánh này.